Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi đến từ xứ Hàn, đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, bản đủ, màu vàng. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, ở chiếc xe Hyundai Grand i10 được chia ra làm hai phân khúc khác nhau, phân khúc sedan và phân khúc hatchback. Với chiếc Hyundai Grand i10 mà quý vị và các bạn đang xem là bản sedan 1.2, số sản, bản đủ này thì Hyundai cũng đã trang bị rất nhiều option như nội thất da, la giang đúc, khóa thông minh, khởi động bằng nút start, stop, bấm tay để mở cửa, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ trên gương. Chiếc xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi và còn rất nhiều option khác. Chiếc xe sau 5 năm sử dụng với hơn 8 vạn km, chiếc xe còn rất mới, dàn lốp rất dày, mọi chức năng hoạt động tốt. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 285 triệu đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước cho chúng tôi 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, thì hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. We'll be right back.
vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, thì hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.